Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game free nữa nha anh em. Thì con này có tên là One Piece AFK ha. Thì anh em thấy con này đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Thì con này hiện tại là đã phân nha anh em. Con này chỉ có là Android thôi, chưa có là iOS nha anh em. Đấy anh em chơi thì có thể lấy link về chơi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn cho mấy anh em chơi con này nha anh em. Thì trước tiên thì anh em sẽ đi tải game ha. Rồi, vẫn như thường lệ nha anh em thì anh em sẽ vào cái đường link là vn.net ha, như đường link ở đây nha anh em. Thì anh em sẽ nhấp vào tải Android nha anh em. Ở đây anh em thấy cái iOS là chưa có ha, cho nên anh em không thể nhấp vào nha anh em. Anh em chỉ nhấp vào là Android thôi. Thì ở đây anh em sẽ nhấp vào cái tải Android ha. Thì sẽ đưa anh em đến một cái trang tải game như thế này nha anh em. Đấy. Ở đây anh em tải Android và giá lập PC ha. Thì sau khi mấy anh em tải game mà cài đặt thành công thì anh em sẽ nhận được những cái kim cương như thế này nha anh em. Level của mấy anh em là sẽ lên được 117 nè, sau khi mấy anh em chạy cái nhiệm vụ đầu ha. Thì level 117 và kim cương là 200M nha anh em. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là rất là nhiều thứ hay ho luôn. Rồi thì anh em sẽ quay trở lại cái đường link trang chủ lúc đầu ha. Thì ở đây anh em sẽ vào cái phần để mấy anh em dùng miễn phí nha anh em. Đây, cái phần nền miễn phí ha. Thì ở đây anh em sẽ chọn lấy vào như là Belly nè, kim cương nè, FB ha, FB anh hùng nè, đá đột phá rồi nè, để mấy anh em đập tướng nha anh em. Thì phần bên dưới là có những cái con tướng cơ bản nha anh em có thể lấy vào ha, như là tướng Lao nè ha. Đấy. Gì Kumo gì nè, đấy rất là nhiều tướng nha anh em, Usopp nè, Zoro rồi ha, thì anh em có thể lấy những con tướng ở đây nha anh em, có Sanji là Luffy rồi nè, đấy rất là nhiều tướng free cho mấy anh em nha, thì anh em có thể lấy vào nha anh em. Rồi thì mình sẽ thu nhỏ cái cửa sổ này lại ha, mình sẽ lấy tướng cho mấy anh em xem luôn ha, thì con này free cho mấy anh em rất là nhiều luôn nha, đây rất là nhiều tướng luôn nha anh em. Rồi thì mình sẽ lấy một cái con là Luffy nha anh em. Đâu rồi? Rồi lấy con tướng Lao trước đi nha anh em. Mình test thử trước đi ha. Thì cái tài khoản này là cái tài khoản bãi Steam nha anh em. Rồi anh em chọn server 1 nha. Đấy, thì chỉ có một server thôi. Ở đây anh em nhập số lượng nha. Thì anh em nên test thử số lượng nha anh em. Rồi, rất ok nha. Đây, con tướng Lao, hai con tướng Lao nha anh em. Rồi, mình sẽ lấy thử một con Luffy đi. Đây, Luffy nãy mình mới thấy ở đây mà. Đây, đây, đây. Luffy nha anh em. Đấy, mình sẽ lấy hai con luôn ha. Đây, hai con Luffy luôn. Rồi, thì mình sẽ lấy thử kim cương đi ha. Lấy thử kim cương nè. Đây kim cương nè. Thì mình sẽ nhập cái số lượng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con số 9 nha anh em. Mình sẽ thử 6 con số 9 ha. Gửi nè. Phi là 10k hả? 10k. Vậy là có hạn chế nha anh em. Đây gửi nè. 1k hả? À chà. Rồi 1k nha anh em, số lượng là 1k nha, tốc độ là 10 giây nha anh em. Đấy, chơi free thì mình phải chịu thôi ha. Đây là 1k là 1.000 kim cương ha, thì anh em có thể lấy thêm ha. Rồi, chung là lấy rất là ok nha anh em. Để xem còn những cái vật phẩm gì nữa không ha. Chung free cho mấy anh em rất là nhiều nha. Ở bên dưới là tướng không nha anh em. Đây, tướng không à. Đấy. Đột phá nè, để mình thử 1.000 nha anh em. Đây rất ok ha, đột phá ha. Rồi thì đây là phần tướng mình đã vừa lấy nha anh em, thì anh em có thể lấy lên con này về chơi nha. Thì như mình nói thì con này chỉ có Android thôi nha anh em, chưa có iOS ha. Đấy, server vượt quá hết nha anh em. Thì free cho mấy anh em rất là nhiều nha. Để mình test thử coi có free su nền không nha anh em. Để qua cái phần gói nè, để mình mua thử cái gói 6 coi ha. VIP 1 mới mua được ha.
từ từ để mình cho nó lên VIP nha anh em, mua cái gói này cho nó lên VIP đi đấy. Không coi hả, như vậy là không có free su coi nha anh em, đây nè, không ha, không có ha. Rồi thì chỉ free cho mấy anh em như thế ha, anh em có thể nhận những cái phúc lợi ở đây nha anh em. Đây phúc lợi đăng nhập luôn nè đấy. Rồi thì tất cả link của con này mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em vào mà lấy với mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Whenever you need my love, need my love.